Xin kính chào quý bà con. Tôi xin báo cáo về phần ứng dụng các cái chất bổ trợ để mà khống chế cái bệnh do virus, đặc biệt là ASF trên heo. Thì như vậy thì chúng ta thấy là các cái biện pháp để mà phòng tránh thì nó rất nhiều. Nhưng mà để mà coi như là khống chế cái virus ASF trên heo đó thì rất là khó khăn. Thì như vậy tôi xin báo cáo về cả ba cái chất nó thuộc cái nhóm mà hỗ trợ để mà tăng cường miễn dịch cho heo. Interferon á, nó là một cái chất cytokine do tế bào tiết ra, nó là một cái chất là tự nhiên. Thì ở đây là cái giải pháp này á, tôi tạm gọi là giải pháp tạm thời. Bởi vì sao? Nó chỉ là một cái là coi như để mong chờ khi nào mà có vaccine thì nó mới là cái là biện pháp để khống chế triệt để. Còn bây giờ là khi trong cái điều kiện chưa có vaccine thì chúng ta áp dụng cái giải pháp tạm thời để mà khống chế bệnh. Thì như vậy trong cái giải pháp tạm thời này chúng ta chọn cái ba cái chất. Thứ nhất là cái interferon. Interferon này nó là nhằm mục đích là tăng cường miễn dịch tế bào. Thì đây là một cách để rào đó và ngăn chặn cái virus nó phát triển trong cơ thể con heo của mình. Cái thứ hai là cái angiotensin, nó là thuộc nhóm neuroquinolone. Và như vậy với cái angiotensin này chúng ta không có là phải là một cái kháng sinh mà đưa vô để khống chế bệnh do virus, là nó không có hợp lý, nó không có đúng. Nhưng mà angiotensin này có thể làm chậm, làm ngăn virus phát triển. Ngoài ra cái angiotensin do cái phổi nó rộng thì cái công dụng thứ hai là nó chống bội nhiễm. Và khi như vậy thì với cái angiotensin này kết hợp với cái interferon, nó sẽ tạo ra một cái thế cân bằng dàn dai giữa cái virus và cái là biện pháp của chúng ta, bệnh có thể là chậm lại. Và cái thứ ba là cái beta glucan. Với cái beta glucan này thì nó sẽ giúp tăng cường miễn dịch tế bào, từ chỗ đó thì nó sẽ kích hoạt để kiểm soát bệnh trong dài hạn. Thì như vậy thì với cái interferon chúng tôi giới thiệu là cái interferon tại sao sử dụng ở đây. Thì chúng ta biết là interferon là một chất mà nó sẽ được sản sinh từ tế bào nhiễm virus. Khi nhiễm virus rồi thì bản thân cái là cái virus nó sẽ kích thích cái tế bào bị nhiễm, sản sinh ra cái interferon. Nó có cái dạng là alpha, dạng beta. Khi cái tế bào bị nhiễm này sản sinh interferon thì interferon này sẽ truyền tin đi cho các tế bào ở trong cơ thể, báo rằng cơ thể đã nhiễm virus. Và khi như vậy thì nó sẽ kích hoạt được gọi là cái trạng thái mà kháng virus. Cái trạng thái kháng virus này sẽ giúp cho là ngăn chặn cái sự nhân lên của virus. Để làm chi? Để là coi như là kháng, chống lại virus, chống lại cái sự mà gọi là lan tỏa của virus cũng như sự hủy hoại tế bào do virus tác động. Thì với cái là cái dạng đồ này thì chúng ta có cái mũi tên ngăn chặn cái ra làm hai phần. Cái phần ở trên quý vị thấy đó là khi con virus nó xâm nhập vô tế bào, nó sẽ nhân lên trong tế bào nhiễm, sau đó nó sẽ xâm lấn sang các tế bào chưa nhiễm và tiếp tục nhân lên. Nếu mà nó không có cái gì để mà cản nó lại thì nó nhân lên theo cách số nhân. Và sau đó nó sẽ làm cho cơ thể con gia súc bị bệnh. Bây giờ ở phía dưới mũi tên, chúng ta sẽ thấy là nếu virus xâm nhập vào tế bào, khi đó sẽ sản sinh ra interferon. Interferon này sẽ cũng sản sinh và sẽ xâm nhập các tế bào kế cận, tế bào lạnh. Và như vậy nó sẽ bám lên màng tế bào hoặc vào nhân. Và như vậy thì nó sản sinh ra cái gọi là antivirus. Và khi cái antivirus này nó mạnh lên, nó nhiều lên, thì nó sẽ cản trở được cái sự mà nhân lên của virus. Và như vậy thì là cái sự cản trở thành công thì sẽ không có bệnh. Như vậy thì nếu mà cái interferon trong tế bào bị nhiễm mà nhân lên thì chúng ta gọi là interferon nội sinh. Còn nếu mà chúng ta cung cấp từ bên ngoài vô thì là gọi là interferon ngoại sinh. Và nếu cái loại interferon này chúng ta càng cung cấp nhiều, để nó ngày càng nhiều để mà ngăn chặn hiệu quả cái virus, thì có thể là cái cơ thể con gia súc của chúng ta không bị bệnh. Bây giờ cái sản phẩm mà Vimedim giới thiệu là interferon B.
chữ B này nó là viết tắt của chữ boxin, tức là heo. Đây là một cái sản phẩm là bột đông khô dùng để pha tim. Thành phần của nó là, hoạt tính của nó là interferon alpha heo tái tổ hợp, thì chúng tôi viết tắt là chữ R E O R E F N alpha. Ý nghĩa của cái này là R là tái tổ hợp, B O R là boxin tức là trên heo, E N F tức là interferon, alpha là ở cái dạng alpha interferon. Như vậy thì trong một lọ này nó có chứa là 10 mũ 7 đơn vị, tức là khoảng 10 triệu đơn vị interferon alpha trong một lọ. Thì với cái interferon B này nó có tác động như thế nào? Cái thứ nhất là nó tác động tương tự như interferon nội sinh, tức là interferon tự tế bào sinh ra để chi? Để tác động trực tiếp lên các tế bào bị nhiễm. Cái thứ hai là nó kích thích để sản sinh nhanh cái interferon nội sinh, tức là nó sẽ sinh nhanh interferon này để mà kết hợp với lại cái ở trong cái tế bào, mỗi ngày một sinh nhanh sinh nhiều để mà coi như là chống lại bệnh. Cái công dụng thứ hai là nó sẽ điều hòa miễn dịch tế bào qua việc tăng đáng kể cái TCD4 và TCD8. Hai cái loại mà công dụng này sẽ làm tăng sức đề kháng của cơ thể với virus gây bệnh. Thì virus gây bệnh này có thể là HS và cũng có thể là tay xanh, mà cũng có thể là dịch tả cổ điển, nghĩa là virus nói chung. Vì vậy thì liều dùng của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng liều 10.000 đơn vị cho 1 kg thể trọng. Interferon alpha tái tổ hợp ở trên heo thì sẽ, thứ nhất, nó hoạt động như một chất diệt virus. Bởi vì virus mà xâm nhập vô tế bào mà nếu sau một thời gian mà nếu là coi như nó không lan, nó không là lây lan làm cho các tế bào khác bị nhiễm thì tự nó sẽ là bị tiêu diệt. Cái thứ hai là nó cũng đồng thời tác động chống viêm ở giai đoạn tiền viêm, tức là trước khi bị viêm thì nó lại là đã có tác động rồi để ngăn chặn cái sự viêm nhiễm. Như vậy thì công dụng ở đây chúng ta sẽ kết hợp là coi như là nó sẽ hỗ trợ và điều trị hiệu quả các bệnh do virus. Thì chúng ta biết rồi, bệnh do virus là những cái bệnh mà kháng sinh không tác động được. Chúng ta chỉ có thể điều trị bệnh cái phát mà thôi, hoặc là có thể là chỉ là hỗ trợ thôi. Những bệnh do virus mà phổ biến ở Việt Nam mình thì có thể là có là lở mồm long móng nè, hoặc là tai xanh, hoặc là trên heo con thì có là tiêu chảy cấp, hoặc là viêm dạ dày ruột truyền nhiễm, rồi dịch tả cổ điển, và cái quan trọng nhất là dịch tả heo châu Phi ATN. Cái thứ hai là nó tăng cường miễn dịch tế bào. Thì tăng cường miễn dịch tế bào này thì có thể là nó có nhiều ý nghĩa, tức là có thể là đối với những bệnh mà trên virus mà có những thể là những bệnh trên vi khuẩn, mà đồng thời nếu không có thì nó cũng tăng cường miễn dịch tế bào để giúp cho mà cái con heo của mình nó khỏe mạnh, chống lại các mầm bệnh bên ngoài. Cái nữa là nó có thể phòng chống rét cho những con nái, những con heo con. Ví dụ như con nái mà những ngày đầu mà sinh con nó là con rất dễ bị rét, thì khi bị rét thì có khả năng là nhiễm những cái bệnh khác như nãy thì nãy đã có báo. Hoặc là trên heo con, ví dụ như giai đoạn là cai sữa, hoặc chuyển chuồng, hoặc là chích ngừa, hoặc là khi mà chúng ta thay đổi thức ăn. Ngoài ra thì với cái interferon này nó sẽ hỗ trợ điều trị cho những cái bệnh mà có cái là khởi nguồn từ cái bệnh do virus, ví dụ như lở mồm long móng hoặc là tay xanh, thì nó giúp điều trị ở cái nguyên nhân mà ban đầu. Như vậy thì khi chúng ta dùng thì chúng ta dùng như thế nào? Một lọ này thì là nó có là 10 triệu đơn vị, nó sẽ dùng cho 1 tấn heo 10.000 kg thể trọng. Thì như vậy khi chúng ta dùng, nếu mà heo của mình là heo lớn, tức là heo nái hoặc là heo thịt mà lớn, thì chúng ta sẽ sử dụng một lọ pha với 10 ml nước pha. Nước pha đó thì chúng ta có thể là sử dụng hoặc là nước cất hoặc là nước sinh lý mặn. Và khi chúng ta pha nước pha vô thì chúng ta lắc đều xong chúng ta tiêm. Thì như vậy khi mà heo lớn chúng ta pha 10 ml nước pha thì chúng ta tiêm 1 cc 1 ml cho 100 kg thể trọng, rất là dễ tiêm cho heo nái. Còn với heo con thì chúng ta pha loãng hơn, ví dụ pha một lọ với 50 ml nước pha. Như vậy thì
một ml sẽ tương đương là 20 kg thể trọng. À, nếu anh chị có là heo thịt cỡ nhỏ, ví dụ là 40 kg, 50 kg hoặc 80 kg, thì chúng ta có thể pha thuốc với 25 cc nước ba cũng được. Chúng ta tiêm 1 cc cho 40 kg thể trọng. À, các cách sử dụng nữa là nếu mà chúng ta phòng bệnh thì chúng ta sẽ chích thuốc cà thưa đó các anh chị. Ví dụ là một tuần chỉ cần tiêm một liều, chúng ta tiêm liên tục 3-4 tuần. Còn nếu mà khi đã bệnh rồi đó thì chúng ta trị bệnh, khi trị bệnh thì chúng ta tiêm nhạt hơn 3 lần trong một tuần, hoặc là tiêm cách ngày đến khi heo hồi phục thì thôi, thì thông thường có thể là cũng 3-4 tuần. Bây giờ chúng ta nói thêm cái chất mà bổ trợ để mà khống chế cái ADF là anruloxacin. Thì cái anruloxacin này á, nó là một cái là kháng sinh thuộc nhóm lurokinolone. Chúng tôi lấy cái tài liệu này từ cái nghiên cứu của cái nhóm là Carla Mottola và cộng tác viên thuộc cái đại học Lisbon của Bồ Đào Nha năm 2012, đăng trên tạp chí Vi sinh vật học thú y. Thì ở cái tài liệu này đó là nghiên cứu cái hoạt tính của là lurokinolone in vitro chống lại ADF. Thì khi như vậy thì ở cái nhóm nghiên cứu này sử dụng 6 kháng sinh thuộc nhóm lurokinolone. Thì ba thế hệ thứ ba thì người ta sử dụng là 4 kháng sinh, và thế hệ thứ tư người ta sử dụng 2 kháng sinh. Ba kháng sinh thế hệ thứ ba là anruloxacin R3, roxacin 3, lurofloxacin và tosuloxacin. Còn thế hệ thứ tư thì sử dụng 2 kháng sinh là gatofloxacin và garanfloxacin. À, cái hướng thử nghiệm thì ba hướng là dùng đơn độc một kháng sinh, và nhóm thứ hai là kết hợp 2 kháng sinh, và nghiên cứu thứ ba là kết hợp 3 kháng sinh. Thì khi mà chúng ta xem những cái này thì chúng ta cũng có phần hơi ái ngại là trong một cái con dê, một con heo mà chúng ta đưa kháng sinh như vậy thì nó có thể nào là nó ảnh hưởng trên con heo của mình hay không? À, tức là nó có là làm ảnh hưởng trên các tế bào của heo hay không? Thì ở nhóm này cũng có nghiên cứu luôn là người ta đo cái mức độ nhiễm độc tế bào sau khi sử dụng kháng sinh. Thì ở đây là cái là báo cáo về cái khả năng sống của tế bào khi sử dụng lurofloxacin để điều trị cho con mà heo. Khi sử dụng nó thì người ta ở đây là sử dụng cái đối chứng là cái vero, tế bào vero là tế bào để nuôi cấy mà virus. Đây là cái 6 cái kháng sinh sử dụng đơn độc. 6 kháng sinh sử dụng đơn độc. Và cái nhóm thứ hai nghiên cứu là sẽ kết hợp 2 kháng sinh, nhóm thứ ba là kết hợp 3 kháng sinh. Thì như vậy ở đây chúng ta chỉ quan tâm tới anruloxacin. Tại vì sao vậy? Là bởi vì cái 5 cái kháng sinh còn lại thì nó chưa có đưa qua cho thú y sử dụng, cho nên chúng ta không quan tâm. Thứ hai là có thể là giá nó vẫn còn rất đắt. Còn cái anruloxacin đã được đưa vô Việt Nam rất là lâu, sử dụng trên con gia súc. Ngoài ra cái anru này đã đang có cái sản phẩm sẵn để chúng ta sử dụng. Đây là nghiên cứu cái khả năng sống, thì chúng ta sẽ thấy cái khả năng sống tế bào sống số 1 này là 100%, thì cái tế bào mà không ảnh hưởng gì đó thì nó sẽ sống 100%. Nhưng mà với cái anruloxacin này thì khả năng sống của nó là 85%, mà với một cái điều kiện mà coi như là đưa kháng sinh vô mà sống 85% là có thể gọi là đạt yêu cầu của chúng ta. Bây giờ cái hiệu quả ức chế tế bào ADF virus trên các tế bào vero và cách dùng cái anruloxacin, thì chúng ta thấy cái hình thứ nhất là cái hình chụp mà bằng kính hiển vi điện tử trên cái lớp tế bào vero không bị nhiễm ADF cũng như không sử dụng kháng sinh lurofloxacin, tức là không có sử dụng anro đó, thì chúng ta thấy là những cái tế bào nó còn nguyên dạng. Bây giờ qua cái hình thứ hai là cái hình B này, chúng ta sẽ thấy là các cái tế bào bị nhiễm virus ADF đồng thời không có điều trị, tức là không có cấp thêm cái kháng sinh. Thì cái hình này chụp lúc 72 giờ sau khi bị nhiễm thì chúng ta thấy là cái tế bào nó tan rã hết, tiêu, nó bị tiêu, tan rã, phân ly hết. Cái hình thứ ba là cái hình C này, chúng ta sẽ thấy là cái lớp tế bào này nó có bị tiêu hủy.
Nhưng mà cái phần còn lại cũng vẫn còn rất là nhiều các anh chị. Ở đây là cái là tế bào đã được là nhiễm HS virus, đồng thời đã sử dụng angiotensin liều là 100 microgram trên 1 CT 1 ml, thời gian là chụp hình đó là 7 ngày sau khi bị nhiễm. Và cái phần thứ tư các bạn, hình thứ tư là cái hình chụp gần bằng kính hiển vi điện tử cho chúng ta thấy là những cái chỗ mà coi như là các tế bào bị phồng lên là do bị AFF rồi, đồng thời có điều trị, có bị tổn thương nhưng mà nó không nhiều. Cái phần mà coi như là chưa bị tổn thương cũng còn rất là nhiều trong cái nhóm này. Thì như vậy thì chúng ta thấy là sự nhiễm AFF rồi đồng thời sử dụng angiotensin thì chúng ta chụp qua cái là nhuộm kháng thể huỳnh quang thì như thế nào. Đây là cái hình A, hình A này cho thấy là các cái tế bào bị nhiễm là đây nè, các tế bào bị nhiễm AFF nhưng mà sau đó sử dụng angiotensin phơi nhiễm thì chúng ta thấy tế bào vẫn còn nguyên, nhân vẫn còn nguyên các anh chị à. Nhưng mà qua cái hình B là bị nhiễm AFF nhưng mà không có điều trị, tức là không cho phơi nhiễm với angiotensin thì cái tế bào nó bị teo, nhân nó biến dạng. Từ đó thì chúng ta sử dụng angiotensin vô cái phác đồ của mình bằng cách là chúng tôi giới thiệu cái androxid LA của Fimidim. Thì androxid LA này cái thành phần của nó gồm có là angiotensin. Cái hàm lượng của nó là 19%, tức là 190 mg trong 1 ml. Đồng thời á, kèm theo thì nó có cái meloxicam là kháng viêm nông corticoid là 1,25%. Thì với cái thành phần này hàm lượng rất là cao như vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái tính chất mà LA của nó để chi, để giảm bớt cái mũi tiêm cho con heo của mình. Thì chúng ta sẽ sử dụng là tiêm bắp cho heo với liều là 1 ml cho 25 kg tỷ trọng, tiêm cách 48 giờ một liều, có thể tiêm 3 liều. Bởi vì như vậy với cái sản phẩm Angiotensin LA này đó thì khi khuyến cáo bình thường chúng tôi hướng dẫn là 1 ml cho 25 kg thể trọng một liều duy nhất, nhưng mà khi đưa vô cái phác đồ này thì chúng tôi là khuyến cáo là cách 48 giờ một liều, 3 liều liên tục để cho nó kéo dài cái thời gian mà hiệu quả của angiotensin trên con heo của mình. Cái mà sản phẩm thứ ba để hỗ trợ cho mà cái miễn dịch đó thì chúng tôi sử dụng cái beta glucan. Tại sao sử dụng cái beta glucan? Bởi vì cái thí nghiệm của chúng tôi đó là bắt đầu từ năm 2020. Nhưng mà khi đó thì chúng tôi sử dụng cái interferon và angiotensin thì nó cũng là tăng cường miễn dịch không đặc hiệu. Khi dùng thì chúng tôi vẫn đưa sớm, vẫn khống chế yếu tố stress. Heo có thể là coi như là đứng bệnh, ngừng bệnh nhưng sau đó là bị lại. Thì khi mà kiểm tra và khi mà coi như là xét nghiệm cũng như là nghiên cứu thì thấy là cái interferon và angiotensin sẽ không loại trừ được virus. Và như vậy thì khi xét nghiệm thì virus không biến mất, nó vẫn gia tăng cái sự nhiễm mới. Từ chỗ đó là chúng tôi đưa thêm cái beta-glucan vào cái phác đồ của mình. Thì cái beta-glucan này nó có công dụng là tăng cường hoạt động của các đại thực bào. Cái đại thực bào là những tế bào mà nó sẽ đi tìm và coi như là tiêu hủy những cái chất lạ xâm nhập vô tế bào. Thì những cái mầm khác như là virus vi khuẩn thì dĩ nhiên có thể là bị nó là tiêu hủy. Cái thứ hai là đồng thời nó kích thích tăng tiết nhiều cái cytokine, tức là cái chất hoạt hóa tế bào, nó sẽ giúp tiêu diệt các cái mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào. Từ chỗ đó là khi đưa này vô thì có thể là nó diệt được cái virus. Vậy thì cái sản phẩm chúng tôi giới thiệu là gì? Nó là Luzerm 115. Cái mà công dụng chính ở trên sản phẩm là tăng cường miễn dịch và giải độc gan. Thì như vậy với cái chỉ tiêu chất lượng á, ngoài cái sọc bitol, inositol, metionine và lysine thì cái beta glucan tổng số là 10.000 mg cho 1 kg sản phẩm. Và như vậy với cái mức độ này thì có thể là hiệu quả trong cái việc mà kép bộ ba để khống chế cái virus là HS. Liều dùng của chúng ta là 1 gram cho 1 kg thức ăn, chúng ta sẽ là cho sử dụng liên tục khoảng 2 tuần. Như vậy là cái phác đồ của chúng ta nó bao gồm 3 chất, thứ nhất là interferon, thứ hai là angiotensin và thứ ba là beta glucan.
thì interferon thì chúng ta sử dụng 10.000 đơn vị cho ký lô thể trọng, cách 72 giờ một liều liên tục 2 tuần. Anroloxacin thì chúng ta sử dụng Anroxid LA tiêm 1cc 25 kg thể trọng, cách 48 giờ một liều 3 liều. Betalucan thì chúng ta sử dụng sản phẩm là Luzerm 115, chúng ta trộn 1 gram cho 1 kg thức ăn liên tục 2 tuần. Như vậy để tổng hợp cái mà vấn đề mà khống chế ADEP thì chúng ta có 4 cái gọng kìm kẹp đối với ADEP. Thì cái gọng kìm kẹp thứ nhất là chúng ta chưa có được, chúng ta đang mong chờ, đó là vaccine. Cái gọng kìm kẹp thứ hai, như hồi nãy là thầy Hải là nói rất là tỉ mỉ, đó là vấn đề an toàn sinh học và chẩn đoán sớm. Khi an toàn sinh học và chẩn đoán sớm cho tốt thì nó sẽ giảm gieo rắc mầm bệnh trong môi trường nuôi của mình, cũng như là ảnh hưởng ra bên ngoài. Còn cái gọng kìm kẹp thứ ba thì chúng ta sử dụng cái anroloxacin và interferon. Với hai cái chất này thì nó có mục đích là gì? Để kiểm soát bệnh nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và cái gọng kìm kẹp thứ tư là chúng ta sử dụng cái beta-glucan. Để chi? Để loại virus ra khỏi môi trường chăn nuôi. Thì như vậy với bốn cái gọng kìm kẹp này chúng ta chỉ có ba thôi. Thì như vậy chúng ta phải làm cho thật cẩn thận. Triệt để thì có thể là khống chế bước nào, phần nào virus ADEP trong cái chuồng nuôi của mình. Bây giờ các cái thử nghiệm thì Vildim thì chúng tôi thử nghiệm trên nhiều trại thì tạm gom nó lại thành những chữ là ABC. Thì như vậy thì chúng ta cũng có những cái giai đoạn, ví dụ như năm 2020 thì chúng ta sử dụng đơn độc của mình interferon. Hiệu quả nói chung là có nhưng mà không có cao, khoảng 50% thôi. Rồi cái sau đó thì khoảng thời gian trong 1-2 năm qua đó chúng tôi thử nghiệm kết hợp là interferon với lại Anroxid LA, hoặc là cái cuối cùng là cái phác đồ là interferon kết hợp Anroxid LA và Luzerm 105. Thì cái cuối cùng này đã ổn và có nhiều trại là coi như là nái sau khi là bị ảnh hưởng, sau đó vẫn để nái và đẻ lại bình thường. Cái số liệu mà theo thử nghiệm là trên 3.500 con. Như vậy thì chúng tôi ghi nhận sau thử nghiệm thì chúng tôi thấy là heo chết có triệu chứng mà rất là đa dạng. Ví dụ giống như hồi nãy thầy Hải có báo cáo, có thể là nó giống như tay xanh, nó không rõ là ADEP, mà cũng có thể là điều trị theo hướng tay xanh thì nó không hết, nhưng mà xét nghiệm ADEP thì lại âm tính. Hoặc là heo có những cái bệnh nền khác, ví dụ như ABB, Lassen, thương hàn, Okuli, tụ trùng, nhân dân. Hoặc là thông thường là ở những trại có xảy ra yếu tố test thì nó hiệu quả nó sẽ không cao, nó gây tổn thất cho đàn. Như vậy thì chúng ta cần chú ý là với cái interferon á, thì nói chung có thể là chúng ta chỉ cần tiêm là 2 tuần hoặc là tối đa không nên quá 3 tuần. Bởi vì khi mà đến 3 tuần á, thì cái kháng thể interferon nó sẽ sinh kháng thể đối kháng trong cơ thể. Cái thứ hai là phải dùng beta-glucan, bởi vì nếu mà không dùng beta-glucan thì không loại trừ được virus. Thì có thể là chúng ta sử dụng anroloxacin kết hợp với interferon. Sau đó thì heo ngừng bệnh, nhưng mà khoảng 2 tuần sau thì có thể heo bệnh lại. Cho nên cái phác đồ này nên kết hợp là 3 chất. Nếu có bệnh ghép, bệnh nền thì chúng ta cũng là cần nên loại bỏ nó ra. Thí dụ như Okuli, thì nó chết do Okuli chứ không phải là chết do cái phác đồ này, là coi như là nó là không hiệu quả, thì chúng ta cũng cần là khống chế nó. Các yếu tố stress thì chúng ta nên cố gắng để khống chế. Bây giờ thì tổng hợp lại bằng hình để các anh chị dễ nhớ. Với interferon thì chúng ta có thể dùng một lọ cho một tấn heo. Phòng bệnh thì tiêm một lần một tuần, 3-4 tuần liên tiếp. Nếu trị bệnh thì chúng ta tiêm 3 lần một tuần đến khi heo hồi phục. Với Anroxid LA chúng ta tiêm liều là 1 ml cho 25 kg thể trọng, tiêm cách 48 giờ một liều, 3 liều. Với Betalucan thì chúng ta trộn liều là 1 gram cho 1 kg thể trọng, cho ăn khoảng 2 tuần. Giờ chúng tôi tổng hợp thêm cái biện pháp chung. Tại sao có cái biện pháp chung này? Thì các anh chị sẽ thấy hồi nãy thầy Hải có báo cáo là hiện nay
để phân biệt bệnh mà qua triệu chứng lâm sàng hay là qua bệnh tích mà ngay cả xét nghiệm cũng thôi khi là có thể là bị bỏ sót cái adep virus. Cho nên khi mà quý bà con hỏi chúng tôi là heo của em nó bỏ ăn rồi nó sốt không biết bệnh gì, thì thật sự bản thân tôi cũng không dám là trả lời nó là bệnh gì. Mình sẽ nói là cái tình huống xấu nhất là adep nha, nhưng mà trước mắt thì có thể là trị theo hướng này hướng này. Cho nên ở đây chúng tôi là tổng hợp lại những bệnh do virus thì chúng ta có thể nè, hoặc là đã có vaccine, ví dụ như tai xanh, hoặc là lở mồm long móng, hoặc có thể là dịch tả heo cổ điển, hoặc là không có vaccine, ví dụ như adep, thì như vậy chúng ta vẫn dùng cái gọng kìm thứ hai là an toàn sinh học và chẩn đoán sớm để giảm gieo rắc mầm bệnh trong cái trại của mình. Cái gọng kìm thứ ba đó là chúng ta dùng interferon để kiểm soát bệnh. Trong đó nếu là nghi ngờ là adep thì có thể dùng angiotensin để làm chậm cái sự phát triển của virus. Nhưng mà nếu là hoàn các cái là bệnh khác, ví dụ như tai xanh hay nếu là dịch tả cổ điển thì chúng ta có vaccine rồi, thì chúng ta coi như là tấn công bằng vaccine. Đó là cái phác đồ khống chế khác. Rồi cái gọng kìm thứ tư là chúng ta sử dụng beta-lycan để loại virus. Thì như vậy nếu mà chúng ta khép dần cái này thì chúng ta có thể khống chế được các cái bệnh trên heo của mình trong cái thời điểm hiện tại.